Dạ, nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các nhà quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Các bác nào mà có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em. Đó, cửa hàng chúng em thì có đăng lên rất là nhiều hệ máy cơ xích lên trên Zalo. Các bác có thể tiện tham khảo nhất các bác nhé. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem hai máy cơ xích, một con là hiệu Estin 023 các bác nhé, và một con là Estin 021C. Đó, hai con này thì cửa hàng chúng em hôm nay vừa mới dọn rửa xong, đẹp cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Đó, các bác nào mà theo dõi kênh của em lâu, thời gian lâu rồi thì cũng biết à, cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp cho các bác những sản phẩm mà hàng tuyển chất lượng. Đó, bán những dòng máy cưa xích mà nói chung là có thể lựa VIP nhất có thể để về quay, cũng như là cho các bác trải nghiệm xem qua, có ưng ý con nào thì có thể liên hệ qua cho em để đặt hàng. Đấy, hôm nay thì hai con này thì cũng không ngoại lệ các bác nhá, hai con cực kỳ VIP và siêu phẩm luôn. Đây là hai con này thì các bác hãy tự đánh giá xem là nó còn bao nhiêu phần trăm các bác nhá, bao nhiêu phần trăm thì các bác để lại giúp em ở phần bình luận, có thể đánh giá khách quan nhất. Đó, chứ không là nhiều các bác lại bảo là em bán thì lúc nào chả phải nói là máy đẹp, đúng không ạ? Đấy thì cũng quay trực tiếp cho các bác xem qua. Con này thì hai con này thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong các bác nhá, Đó, các bác nào mà theo dõi kênh em lâu rồi cũng biết thì cứ tầm chiều chiều tối tối đến thì cửa hàng chúng em sẽ làm những video quay review những hệ máy cưa xích thì các bác xem qua. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm cho mình những dòng máy cưa hệ thì hãy đăng ký kênh cũng như là theo dõi kênh của em nhé các bác nhé. Mỗi ngày cửa hàng chúng em sẽ lên rất là nhiều video, 2-3-4 video. Đó, rất là nhiều hệ máy cưa xích, nên là các bác hãy theo dõi kênh của chúng em nhé. Đấy, hôm nay thì cửa hàng chúng em đây, một con 023 cực kỳ VIP và chất lượng. Hai con này đều là dòng Made in Germany các bác nhé, Made in Germany bãi Đức. Đó, đây con này cũng thế. Đây, một con là 023, một con là 021C các bác nhé. 021C là đời có xả áp, đời cao có xả áp, có núm bơm xăng phụ, tích hợp cho các bác luôn là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Đấy, xích con này, riêng con này thì em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn các bác nhé. Đó, còn tại vì xích rim của nó thì nó đã bị hư mất rồi, nên là không thể sử dụng được nữa, nên là cửa hàng chúng em đã cắt luôn cho các bác một sợi xích mới. Các bác nào chốt con 021 thì có thể liên hệ qua cho em ngay. Đấy, hai con thì tình trạng máy thì quá là VIP và chất lượng rồi. Các bác xem qua nhìn cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá. Hai con nguyên zin từ A tới Z, máy móc thì chưa bung chạm gì luôn, đảm bảo cho các bác là nguyên bản. Đấy, một con này thì em thấy nếu mà về mà so với công suất của hai con này thì em nghĩ là nó cũng không có chênh nhau là mấy, bởi vì con một con là Estin 021 là công suất 40cc và con Estin 023 đó là 40,2cc thôi các bác nhá. Đó, chỉ có 0,2cc nên là rất là không có chênh nhau là nhiều. Đấy, nhiều các bác này rất là hay hỏi bảo là Estin 023, 021 thì nó như thế nào. Nhưng mà hai con này thì linh kiện của nó thì có thể rất là như chụp giật này. Đó, hoặc là ốp lam, hoặc là lam, hoặc là xích, hoặc là bình xăng con, lửa, điện thì có thể ráp vừa qua nhau được hết các bác nhé. Riêng vỏ này, đó, hai con thì linh kiện em thấy nó là rất là na ná giống nhau, ngoại trừ cái công suất của nó thì một con nó chỉ chênh nhau một tí xíu thôi. Riêng bô thì cũng rất là giống nhau các bác nhá, bô giống nhau này, nắp xăng, nắp xiếc giống nhau này, nắp e giống nhau này, đấy, chụp giật giống nhau này, đó, kể cả mà các bác có đổi qua bộ lam xích qua cho nhau vẫn được luôn các bác nhá. Đấy, nên là các bác nào mà lăn tan và bảo là lựa con 021 mà bé hơn con 023 thì không phải các bác nhá, nó chỉ chênh nhau một tí xíu thôi. Nếu mà về mà để cho các bác nào mà hai cái sử dụng chung với nhau thì không có cảm nhận gì nhiều. Đấy, và con 021 này thì được tích hợp cho các bác luôn là núm bơm xăng phụ cũng như là xả áp rồi, cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá, tay nắm giật to bản. Đấy, và con 023 thì là lên xăng tự động, và hiện tại thì cửa hàng chúng em đang rao bán con này 023 cực kỳ VIP và chất lượng là giá 4,1 triệu miễn phí ship các bác nhá, 4,1 triệu miễn phí ship. Và còn con 021C đã lên xích mới cho các bác, con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3,8 triệu ngàn,
3.800.000 miễn phí ship và đã lên xích mới cho các bác luôn rồi. Đấy. Các bác nào mà tham khảo từ hai giá này, ưng ý con là hai con này thì có thể liên hệ ngay qua cho em. Đó, tình trạng thì con 023 thì nó sẽ mới hơn và đẹp hơn các bác nhé. 023 mới hơn, đẹp hơn. 021 thì tình trạng ngoại hình thì xấu hơn con 023. Nhưng mà được cái là em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới. Và giá thì vẫn thế, cửa hàng chúng em không có thêm tiền luôn các bác nhé. Hiện tại nếu mà các bác nào mà đang tham khảo hệ ST thì có lẽ là con 021 này thì bây giờ nó cũng rơi vào tầm khoảng giá đó rồi. Mà lại được một sợi xích mới nữa, mà con này thì đời cao, có xà áp, có núm bơm xăng phụ. Đó. Nên là các bác không cần phải lăn tăn giá cả gì đâu ạ. Và con 023 thì được tích hợp cho các bác là hai ốc lam tăng, hai ốc lam luôn các bác nhá, vặn trực tiếp bằng khóa 19 này. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 thì cực kỳ chắc chắn rồi, các bác nào mà có muốn kéo làm dài thì cũng cực kỳ thoải mái luôn. Thắng xích của hai con thì còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Thắng xích của hai con thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. À, hai trong video ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em sẽ không có test nổ. Tại vì các bác rất là thông cảm giúp em, tại vì vừa mới dọn rửa xong. Vừa mới dọn rửa xong nên là rất là còn rất là nhiều nước. Đấy. À, vừa mới rửa xong cái là quay luôn cho các bác xem qua. Cho các bác nào mà ưng ý, nếu mà giờ để mà khô đi mà test nổ lại thì trời đã tối mất, thì ngày hôm nay thì sẽ không kịp lên video để cho các bác xem qua. Thì các bác nào mà có nhu cầu mà cần tìm hiểu hai con này thì kết bạn qua Zalo cho em, thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ cho các bác xem qua. Đấy. À, gửi video riêng các bác nhá. Đó, còn đảm bảo cho các bác là máy được cửa hàng chúng em đã dọn nổ hết rồi. Căn chỉnh ngon lành, linh kiện bao zin nguyên bản, không có bung chạm máy móc, nòng hơi chưa bung chạm, nòng hơi thì còn cứng cáp nguyên. Các bác nhìn tổng thể của cây máy thì cũng đã biết, bởi vì cửa hàng chúng em chuyên bán những dòng sản siêu tầm. Cây nào cũng cực kỳ VIP và chất lượng. Rồi, các bác nào mà ưng ý có hai con này thì có thể liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Giá là 4.1 triệu và 3.8 triệu. Đó, các bác nào ưng ý hai con này thì có thể liên hệ qua cho em. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.